chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 5 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thời sự tối nay chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Hôm nay cùng với cả nước, các trường học tại Hưng Yên đều đồng loạt khai giảng năm học mới. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến dự động viên và trao quà cho thầy trò các nhà trường. Chủ động ứng phó với bão số 3 có cường độ mạnh và ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và tỉnh Hưng Yên. Và các bạn, sáng nay hơn 1.700 học sinh trường Trung học phổ thông Hưng Yên ở thành phố Hưng Yên bước vào khai giảng năm học mới 2024-2025 với niềm vui tươi, phấn khởi và niềm tin vào một năm học mới chiếm lĩnh được nhiều tri thức, rèn luyện được nhiều năng lực và phẩm chất. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. Mở đầu lễ khai giảng, các đại biểu cùng thầy trò trường Trung học phổ thông Hưng Yên được nghe thư chúc mừng năm học mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Năm học này, trường Trung học phổ thông Hưng Yên chào đón gần 680 học sinh lớp 10, phát huy truyền thống của mái trường có bề dày 65 năm xây dựng và phát triển. Năm học qua, nhà trường có 100% học sinh khối 12 đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm bình quân cao hơn mức bình quân chung của tỉnh, gần 500 học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, trong đó có nhiều trường tốt đầu của cả nước. Đoạt 16 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, lần đầu tiên có 15 học sinh ưu tú được kết nạp vào Đảng. Năm thứ 7 liên tiếp, nhà trường được trao tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Năm học 2024-2025, trường Trung học phổ thông Hưng Yên tập trung thực hiện 12 nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm với chủ đề kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới không ngừng, nâng cao chất lượng. Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh hồi trống khai giảng năm học mới. Đồng chí cũng trao tặng nhà trường 30 bộ máy vi tính. Tại huyện Văn Giang, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến dự lễ khai giảng năm học mới cùng với các thầy cô và học sinh trường Trung học phổ thông Văn Giang. Cùng dự có đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Giang. Năm học 2023-2024, thi học sinh giỏi các bộ môn văn hóa, nhà trường đạt 23 giải, trong đó có 4 giải nhì, 8 giải ba và 11 giải khuyến khích. Cuộc thi học sinh phổ thông với ý tưởng khởi nghiệp cấp tỉnh đạt giải nhất. Năm học qua, trường có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt 99,82%, trong đó có 35 em đạt tổng điểm từ 27 điểm trở lên, 4 học sinh đạt điểm 10 tuyệt đối. Trong năm học mới, trường Trung học phổ thông Văn Giang tiếp tục thực hiện các nhóm nhiệm vụ và giải pháp nhằm phát huy phẩm chất, năng lực người học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới quản lý, nội dung, chương trình giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy và học, phương pháp kiểm tra, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, trong dạy học, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo và phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Chú trọng giáo dục toàn diện, dạy học theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, quan tâm giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng ngoại ngữ, tin học, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật cho học sinh, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu hợp tác quốc tế. Đó là mục tiêu năm học 2024-2025 của trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên. Sự khai giảng năm học mới tại trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên sáng nay có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm học 2023-2024, trường có 60 trên 90 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, trong đó có 3 giải nhất. Có 2 học sinh dự vòng 2 chọn đội tuyển thi Olympic quốc tế. Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh có 119 trên 135 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có 10 giải nhất. Tại cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet các quốc gia dành cho học sinh khối 11, có 14 em đạt giải, trong đó có 2 huy chương vàng. Năm học này, trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên đón 420 em học sinh khối lớp 10. Nhà trường có 38 thầy cô có thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Có 9 sáng kiến của 22 cán bộ giáo viên được Hội đồng sáng kiến ngành giáo dục xếp loại đạt. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đã tặng quà cho 5 học sinh, gia đình chính sách, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng. Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 80 triệu đồng. Tiếp theo là tin các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ khai giảng tại một số trường học trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh,
dự lễ khai giảng tại trường Trung học cơ sở Nhật Tân, huyện Tiên Lữ. Năm học này, huyện Tiên Lữ có gần 1.200 cán bộ giáo viên và hơn 20.400 học sinh. Năm học 2024-2025, ngành giáo dục và đào tạo huyện Tiên Lữ tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, nâng cao chất lượng chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp, tăng cường công tác chính trị tư tưởng đối với nhà giáo và học sinh, đẩy mạnh phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập. Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy dự khai giảng tại trường Trung học cơ sở Tống Chân, huyện Phù Cử. Với hơn 470 học sinh, năm học mới, nhà trường tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua, huy động các nguồn lực phục vụ tốt việc dạy và học, đổi mới phương pháp dạy và học, lấy học sinh làm trung tâm nhằm tạo hứng thú và đam mê học tập cho học sinh trong mỗi môn học. Được biết năm học 2023-2024, tỷ lệ học sinh học lực khá giỏi toàn trường đạt 65%. Tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập đạt 80%. Dự khai giảng tại điểm trường Trung học phổ thông Yên Mỹ có đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Năm học 2023-2024, ngành giáo dục huyện Yên Mỹ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp cơ bản để hoàn thành năm học. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 99,5%, tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 99,33%. Nhiều giáo viên và học sinh tham gia các cuộc thi, hội thi cấp tỉnh, cấp huyện đạt giải cao. Hiện nay, toàn huyện có 35 trường đạt chuẩn quốc gia. Năm học 2024-2025, toàn huyện Yên Mỹ có gần 43.000 học sinh ở các bậc học với chủ đề kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh dự lễ khai giảng tại trường Trung học phổ thông Văn Lâm. Năm học 2023-2024, trường có 90% số học sinh đạt học lực khá, giỏi. Đội ngũ giáo viên nhà trường đoàn kết tâm huyết với nghề, tích cực đổi mới phương pháp dạy học. Năm học này, trường quyết tâm thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ của năm học mới như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục, tăng cường thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua. Đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, dự lễ khai giảng tại trường Trung học phổ thông Khoái Châu. Năm học 2023-2024, vượt qua những khó khăn thách thức, trường Trung học phổ thông Khoái Châu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Trong đó, có một học sinh đoạt giải khuyến khích học sinh giỏi quốc gia môn tin học, 4 giải Olympic tin học miền Trung và Tây Nguyên, 16 huy chương tại trại hè Hùng Vương khối các trường chuyên miền núi và trung du phía Bắc. Tỷ lệ học sinh khối 12 tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 100%, đỗ đại học là gần 70%. Đồng chí Lê Quang Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, dự lễ khai giảng tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thuật, huyện Khoái Châu. Năm học 2023-2024, học sinh khối 9 thi vào trung học phổ thông của trường đạt điểm bình quân 40,7 điểm. Trong đó, có 3 học sinh đạt thủ khoa của các trường trung học phổ thông trong huyện. Trường được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2023-2024. Năm học này, trường Trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thuật có gần 700 học sinh. Trường thực hiện chủ đề kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng. Nhà trường xây dựng chủ đề năm học tự tin bứt phá để tiếp tục thành công và tỏa sáng. Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự khai giảng tại trường Trung học phổ thông Dương Quảng Hàm, huyện Văn Giang. Năm học vừa qua, trường làm tốt công tác quản lý học sinh, xây dựng kỷ cương nền nếp học đường và môi trường sư phạm lành mạnh, coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, thẩm mỹ, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bước vào năm học mới, trường Trung học phổ thông Dương Quảng Hàm quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt để không ngừng hoàn thiện năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức của cán bộ giáo viên, chăm lo bồi dưỡng, nâng cao ý thức tự học tự rèn luyện cho học sinh. Đồng chí Đại tá Tô Thành Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự khai giảng tại trường Trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão, huyện Ân Thi. Năm học 2023-2024, tỷ lệ học sinh lớp 12 tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 100%, tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học đạt trên 68%. Năm học 2024-2025, trường có trên 980 học sinh với 25 lớp, trong đó có 375 học sinh khối lớp 10. Trường tiếp tục tập trung thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với tất cả các khối lớp
thực hiện hiệu quả các phương pháp hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá nhằm phát triển phẩm chất năng lực học sinh. Trong ngày 5 tháng 9, gần 20.000 học sinh tại 70 cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trong toàn huyện Ân Thi bước vào năm học mới. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào dự khai giảng tại trường tiểu học và trung học cơ sở Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào. Năm học mới, các nhà trường phát động phong trào thi đua tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, giữ vững kỷ cương trường học. Mỗi thầy cô là một tấm gương tự học và sáng tạo. Năm nay, thay việc tặng hoa, các đơn vị tặng cây xanh nhằm giúp các nhà trường xây dựng khuôn viên xanh, môi trường học tập thân thiện. Dự khai giảng năm học mới với thầy trò trường Trung học phổ thông Mỹ Hào có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm học 2023-2024, nhà trường được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tặng cờ thi đua có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua khối Trung học phổ thông. Năm học 2024-2025, trường có 630 học sinh vào lớp 10, nâng tổng số học sinh của trường lên hơn 1.800 em. Trường tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng giảng dạy, xây dựng môi trường giáo dục tiên tiến, hiện đại, nhân văn, chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách và kỹ năng sống, quan tâm hoạt động hướng nghiệp cho học sinh. Nhân dịp này, các đơn vị doanh nghiệp cùng với nhà trường trao quà tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và các học sinh có thành tích xuất sắc. Dự lễ khai giảng năm học mới 2024-2025 tại trường Trung học phổ thông Kim Động có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm học 2023-2024, thầy và trò trường Trung học phổ thông Kim Động không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học. Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá và tốt đạt trên 95%. Tỷ lệ học sinh có học lực khá, tốt, xuất sắc đạt trên 75%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 100%. Tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học cao đẳng đợt 1 đạt trên 90%. 14 học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và nhiều huy chương tại hội khỏe phụ đồng cấp tỉnh. Năm học 2024-2025, nhà trường đón gần 500 học sinh khối lớp 10, nâng tổng số học sinh toàn trường lên trên 1.400 em. Dự khai giảng tại trường Trung học phổ thông Triệu Quang Phục, huyện Yên Mỹ có đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Năm học 2023-2024, tỷ lệ tốt nghiệp Trung học phổ thông của trường đạt 100%. Nhà trường có một học sinh đạt giải cấp quốc gia, cuộc thi học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. 22 học sinh giỏi cấp tỉnh, đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Sau thời gian diễn ra phần lễ ngắn gọn, nghiêm trang, phần hội của buổi lễ khai giảng được thầy và trò nhà trường thể hiện sôi nổi, phong phú bằng những tiết mục văn nghệ sôi nổi đặc sắc. Dự lễ khai giảng năm học 2024-2025 tại trường Trung học phổ thông Ân Thi có đồng chí Nguyễn Bật Khánh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Năm học 2023-2024, trường có 14 đề tài sáng kiến kinh nghiệm được các cấp công nhận, đạt 32 giải trong các kỳ thi học sinh giỏi. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, có 5 học sinh đạt điểm 10. Năm học 2024-2025, trường tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả, đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, coi trọng giáo dục năng lực học tập sáng tạo, kỹ năng thực hành đi đôi với giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống ý thức trách nhiệm xã hội của mỗi học sinh. Hôm nay cùng với cả nước, khoảng 340.000 trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên toàn tỉnh háo hức phấn khởi dự lễ khai giảng năm học mới 2024-2025. Một năm học có ý nghĩa đặc biệt trong hành trình đổi mới giáo dục căn bản và toàn diện. Không cần cha mẹ thúc giục nhắc nhở, Hiếu đã dậy từ sáng sớm chuẩn bị trang phục, đồ dùng cho lễ khai giảng cuối cùng của em tại mái trường Trung học phổ thông. Năm nay là năm học đặc biệt khi Hiếu là học sinh duy nhất của khối không chuyên được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của tỉnh Hưng Yên. Em cũng là lứa học sinh đầu tiên tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Em cũng rất là háo hức và mong chờ cho khai giảng năm học mới. Năm nay thì em có khá là nhiều mục tiêu. Thứ nhất là kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, môn hóa học, cố gắng thích nghi, thay đổi và tìm cách học tập phù hợp theo hình thức mới. Đúng 7:30, gần 500 trường học trên toàn tỉnh bắt đầu lễ khai giảng năm học mới với quan điểm trang trọng, giản dị, ngắn gọn nhưng xúc tích, đầy đủ ý nghĩa. Mặc dù chỉ diễn ra trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ, nhưng ngày khai giảng thật sự là ngày hội lớn, ý nghĩa đối với đội ngũ giáo viên và học sinh. Phần lễ khai giảng diễn ra với nghi thức truyền thống trang trọng. Các trường làm lễ chào cờ, hát quốc ca, lãnh đạo nhà trường đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đánh trống khai trường rộn rã, báo hiệu một năm mới tràn đầy khí thế mới. Các con mầm non sau tuổi thơ cũng rất là phấn khởi, vui mừng bắt đầu cho một năm mới đầy hứng khởi, vui tươi và thành công ạ.
sắp xếp đầy đủ đội ngũ đáp ứng việc thực hiện chương trình 2018 đối với cả năm khối lớp. Về cơ sở vật chất thì chúng tôi cũng đã rà soát cái gì thiếu thì phải bổ sung, cái gì hỏng thì phải sửa chữa, và cho đến nay thì toàn bộ 23 lớp học của chúng tôi đã sẵn sàng bước vào năm học mới. Đối với giáo dục phổ thông, năm học 2024-2025 là một năm học đặc biệt đánh dấu chương trình giáo dục phổ thông 2018 hoàn thành chu trình đầu tiên, triển khai ở tất cả các khối lớp. Đây cũng là năm đầu tiên học sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông thi tuyển sinh vào lớp 10 theo chương trình mới. Từ đó bắt đầu một hành trình đầy thách thức nhưng sẽ mở ra cơ hội để nâng cao chất lượng giáo dục, hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất của học sinh. Trong khi đó, với giáo dục mầm non, năm học mới vẫn còn một số khó khăn nhất định. Nhu cầu đưa trẻ đến trường của phụ huynh ngày càng cao, nhưng cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên của một số trường còn thiếu. Đó cũng là động lực để thầy và trò trong toàn tỉnh tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm học mới với thành tích cao nhất. Giáo viên chúng tôi vẫn luôn cố gắng phấn đấu nỗ lực để hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ của năm học, và cũng mong rằng trong thời gian tới thì bậc học mầm non luôn được quan tâm để các cô có thể yên tâm công tác. Chúng tôi sẽ phát huy được cái tinh thần vai trò trách nhiệm của người giáo viên trong chương trình giáo dục phổ thông mới, đó là người đồng hành hỗ trợ và hướng dẫn các em học sinh thiết kế những cái bài giảng sinh động, hấp dẫn, phù hợp với lứa tuổi học trò. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, phát huy cái tính tích cực của học sinh, rèn cho các con tự học, tự tìm hiểu vấn đề, xây dựng hệ thống câu hỏi, tạo một cái học liệu tốt nhất cho năm học mới để phù hợp với những chương trình mới mà Bộ Giáo dục đưa ra. Với phương châm hành động, lấy học sinh là trung tâm, thầy cô giáo là động lực, nhà trường là bệ đỡ, gia đình là điểm tựa và xã hội là nền tảng. Một năm học mới với nhiều niềm tin, kỳ vọng vào chất lượng giáo dục chính thức bắt đầu. Nhân dịp đầu năm học mới, Ngân hàng Sacombank trao tặng 15 suất học bổng ươm mầm cho những ước mơ cho 15 học sinh vượt khó học giỏi tỉnh Hưng Yên. Mỗi suất học bổng có trị giá 1,5 triệu đồng. Năm học này, Ngân hàng Sacombank dành tặng cho Hưng Yên 45 suất học bổng. Đối tượng được xét trao là học sinh cấp 2, cấp 3, học bổng ươm mầm cho những ước mơ là một trong những hoạt động vì cộng đồng được Ngân hàng Sacombank tổ chức từ năm 2004 vào dịp khai giảng, nhằm động viên khích lệ tinh thần học tập, phấn đấu rèn luyện các học sinh trước thềm năm học mới, góp phần vào sự nghiệp giáo dục cũng như mang lại cơ hội phát triển sự nghiệp cho thế hệ trẻ với phương châm đồng hành cùng phát triển. Và các bạn, trước dự báo bão số 3 sẽ đổ bộ vào đất liền Bắc Bộ và gây mưa to, có nơi mưa rất to, chiều nay Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã họp trực tuyến với các bộ ngành và các địa phương để triển khai công tác ứng phó với bão số 3. Dự tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hồng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đánh giá cơn bão số 3 là cơn bão rất mạnh, hoàn lưu rộng, khi di chuyển vào vịnh Bắc Bộ còn mạnh cấp 13, cấp 14, giật cấp 16. Khi ảnh hưởng đến đất liền, cường độ khả năng còn mạnh cấp 9 đến cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Từ đêm ngày 6 tháng 9 đến sáng ngày 9 tháng 9, ở khu vực Đông Bằng Bắc Bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 350mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, từ sáng sớm ngày 7 tháng 9, có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 10. Dự báo, gió mạnh có thể gây tốc mái, hư hại nhà cửa, làm gãy đổ cây cối, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng. Đồng thời, có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa các nơi phổ biến như các huyện Văn Lâm, Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ, thị xã Mỹ Hào từ 200 đến 380mm, có nơi trên 450mm. Các huyện Kim Động, Ân Thi, Phù Cử, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên từ 180 đến 350mm, có nơi trên 400mm. Mưa lớn có thể kèm theo các hiện tượng dông lốc, sét và gió giật mạnh, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam yêu cầu các ban sở ngành và các địa phương, các đơn vị cần khẩn trương thực hiện theo công điện về việc ứng phó với bão số 3 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên với phương châm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, doanh nghiệp và nhà nước. Các địa phương triển khai đầy đủ các phương án phòng chống lụt bão đã được phê duyệt. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh sẽ thành lập 3 đoàn kiểm tra về triển khai các nhiệm vụ ứng phó với bão số 3.
các xã phường thị trấn hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chủ động phòng chống bão. Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh, Sở Công Thương thông báo cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có phương án ứng phó với bão. Các sở ngành theo lĩnh vực được giao chuẩn bị các điều kiện để ứng phó trước, trong và sau cơn bão. Cùng với đó, khuyến cáo người dân thu hoạch hoa màu, bảo vệ cây trồng, chuồng trại, nuôi trồng thủy sản. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.